Chào mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì mình con hôm trước con đã có quay một cái lô chấp bẹp giá là 280 á, nhưng mà hôm nay thì bên cửa hàng bên con còn một số cây bé hơn, thì có cô chú mình muốn tìm một giống chấp bẹp này, thì cô chú con nhờ con quay lại cái clip. Và ngày hôm nay thì chấp bẹp bên con đang bán với giá là 250.000 một chậu nha cô chú. 250.000 một chậu. Lúc trước thì con bán khoảng 280 một chậu đó. Và cô chú nào mình mua được một cặp á, thì sẽ có giá tiền là 470.000 cho một cặp. Đây là dendro nắng chấp bẹp nha cô chú. Một dòng dendro nắng thơm, rất là thơm luôn, và nó nở hoa quanh năm cô chú, cho hoa rất là nhiều, xuyên hoa. Dendro nắng chấp bẹp đồng giá là 250.000 một chậu và một cặp, sẽ có giá tiền là 470.000. Chuẩn hoa nha cô chú. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ cửa hàng Hoa Lan U Minh đang nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu cô chú mình cái hình cây dendro nắng chấp bẹp. Và đây là cái hình cây chấp bẹp bên con nha cô chú. Một chậu như vậy đang có tầm khoảng 2-3 thân và đã xuống rễ rất là tốt rồi nè. Đây là hàng trồng thân đó, đang rất là đẹp nha cô chú. Nó chỉ là nó ít thân hơn cái chậu giá là 280 một tí thôi, nhưng mà cây bên con là cây rất là mướt, bảo đảm với các cô chú là chuẩn mặt hoa luôn á. Cây rất là mập nha cô chú. Đây là chấp bẹp, và kích thước cây thì nó đang dài là tầm khoảng cỡ 20-25 cm. Đồng giá là 250.000 một chậu, và một cặp sẽ có giá tiền là 470.000 cho một cặp nha cô chú. Cây này đang đi ngọn nè, và một số chậu đã bắt đầu nó đứng ngọn rồi, chuẩn bị là sẽ cho hoa. Đã bám rễ rất là tốt nha cô chú. Đây là hàng thuần tại cửa hàng bên con luôn. Cây rất là đẹp. Đây là dendro chấp bẹp nha cô chú. Một dòng dendro nắng rất là thơm, rất là thơm luôn, hương thơm là cực kỳ dễ chịu cô chú, và rất là sai hoa. Một cái mặt hoa chớp mà mình đáng có trong vườn nha cô chú. Đây là dendro chấp bẹp, đồng giá 250.000 một chậu, cây rất là mập luôn. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ đang nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Đây là dendro chấp bẹp, đồng giá là 250.000 một cặp, sẽ có giá tiền là 470.000 cho một cặp nha cô chú.